từ đây cuộc đời vui cửa Phật. Niềm Di Đà bỏ khôi đã vô mình, tiền thân kia vô lượng kiếp tội tình. Nay sám hối hồi tâm về với Phật, dưới tòa sen nghe mùi hương phạn phất, ánh hào quang soi sáng hành Như Lai. Nay chúng con xin lại trước Phật đài, cầu giải thoát theo Ngài về cõi Phật. Ngày xưa kia sống cuộc đời lầm lỡ, nay chân sen đang nở giữa đau tràn. Bởi kiếp người là một kiếp đi hoang, cầu đến Phật cho con nhiều tuệ giác. Nguyện vãng sanh tìm về nơi cực lạc, thoát luân hồi kiếp sanh từ từ sanh. Miền Tây phương cực lạc sống an lành, vô diệt vô sanh về nơi chinh phẩm sen vàng. Đời vui cửa Phật, niềm Di Đà bỏ khôi đã vô mình, tiền thân kia vô lượng kiếp tội tình. Nay sám hối hồi tâm về với Phật, dưới tòa sen nghe mùi hương phạn phất, ánh hào quang soi sáng hành Như Lai. Nay chúng con xin lại trước Phật đài, cầu giải thoát theo Ngài về cõi Phật. Ngày xưa kia sống cuộc đời lầm lỡ, nay chân sen đang nở giữa đau tràn. Bởi kiếp người là một kiếp đi hoang, cầu đến Phật cho con nhiều tuệ giác. Nguyện vãng sanh tìm về nơi cực lạc, thoát luân hồi kiếp sanh từ từ sanh. Miền Tây phương cực lạc sống mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư,
cùng chư tăng hiện tiền. Hôm nay ngày 21 tháng 9 năm Nhâm Thìn, đạo tràng chùa Phúc Nghiêm chúng con tổ chức khóa tu một ngày an lạc, nhận lời thỉnh mời của quý thầy chùa Phúc Nghiêm, đại đức giảng sư đã bất tử lao quyện chấn tích Quang Lâm đạo tràng chùa Phúc Nghiêm chúng con, để trao truyền những lời pháp nhũ để cho hàng hậu học chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật, hiện tiền được an lạc, vị lai được giải thoát. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được cung thỉnh giới thiệu trên pháp tòa là đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, giảng sư phó ban đại diện Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Chúng con xin được cung thỉnh giới thiệu. Trên bản chứng minh, chúng con xin được cung thỉnh giới thiệu. Đại đức Thích Đạo Duân, phó trụ trì chùa Phúc Nghiêm, chúng con xin được cung thỉnh. Về dự khóa tu hôm nay, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng hơn 500 Phật tử trong và ngoài địa phương cũng tề tựu trang nghiêm về dự khóa tu, xin được trân trọng giới thiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư, giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp, chúng con xin đê đầu bái thỉnh đại đức giảng sư trao truyền những lời pháp nhũ cho hàng hậu học chúng con. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức trụ trì chùa Phúc Nghiêm, kính thưa toàn thể quý Phật tử, các đạo hữu trong đạo tràng tu học ngày hôm nay. Nay lần thứ hai, Thái Minh lại được về đây để sinh hoạt Phật Pháp cùng quý Phật tử trong đạo tràng. Trước hết ấy, là cho Thái Minh xin được gửi lời cảm tạ đến cái thâm tình của đại đức trụ trì, cũng rất là hoan hỷ có lời mời Thái Minh về đây chia sẻ Phật Pháp với các Phật tử. Thứ hai nữa là cũng chúc cho toàn thể các Phật tử trong đạo tràng chùa Phúc Nghiêm luôn luôn tinh tấn tu hành, ứng dụng được giáo lý của Phật vào trong đời sống tu hành của mình, để thiết thực đem lại an vui, hạnh phúc ngay trong đời sống này, và đến khi mãn phần thì đồng sinh về tịnh độ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay đến với đạo tràng thì do cái thời gian nó cũng gấp gáp, mấy hôm trước thầy cũng rất là bận, cho nên là cái chủ đề thì chưa thông báo được với lại cả thầy trụ trì chính thức. Cái chủ đề hôm nay mà Thái Minh muốn đem đến với đạo tràng chúng ta, tên chủ đề đó là hạnh nhẫn nhục với người tu Phật. Thì thưa toàn thể các Phật tử, các đạo hữu, đã gọi là tu Phật mà. Tu Phật tức là tu để thành Phật, tu theo đạo Phật để thành Phật, cho nên gọi là tu Phật. Nghe không? Thế mà thành Phật thì nó phải đầy đủ vạn đức, chứ không phải cái chuyện chỉ tu một hai cái đức được. Và hôm nay thì quý thầy chọn cái đức hạnh gọi là hạnh nhẫn nhục để đem ra trao đổi cùng quý Phật tử, quý đạo hữu. Vì cái hạnh nhẫn nhục này hết sức là quan trọng trên con đường tu hành của chúng ta. Nếu thiếu nó thì thật không thể thành Phật được. Đây, cho nên hôm nay chúng ta sẽ trao đổi cái chủ đề này. Có thể các Phật tử cũng đã từng nghe, nhưng hôm nay chúng ta sẽ nghe thêm, chúng ta mổ xẻ thêm để ứng dụng cái nhẫn nhục trong cuộc sống tu tập của chúng ta đối với một người con Phật, tu Phật. Vậy thì để vào đề thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem hai cái chữ nhẫn nhục nó như thế nào, nghĩa là gì. Thì chúng ta thấy chữ nhẫn ấy, trong chữ Hán ấy. Ở đây thầy Duân thầy giỏi chữ Hán. Trong chữ Hán ấy, chữ nhẫn ấy, thì nó gồm có hai cái bộ. Một cái bộ bên trên ấy là bộ đao. Tức là có cái chữ đao, cái bộ đao. Bên dưới là cái bộ tâm. Tức là
cái đau nó cắm vào trong cái tâm mình. Đấy là nhẫn. Cái chữ nhẫn này thế. Ở đây các Phật tử, có Phật tử nào ở nhà mà thờ chữ nhẫn không? Có không? Có giơ tay thì xem nào. Đấy, thế là nhớ chữ nhẫn chưa? Ở bên trên nó có cái chữ đao này. Đấy, gọi là cái bộ đao. Đao tức là cái con dao. Nghe không? Mà dưới là cái tâm. Tâm là cái trái tim mình. Dao đâm vào tim. Đấy, phải chịu. Cái tâm này nghĩa là tâm thức nữa. Nghe không? Nếu một cái tâm, một cái trái tim mà nó chết rồi ấy, thì dao đâm thoải mái. Nghe không? Nhưng mà cái tâm này là tâm sống. Dao mà đâm vào cái tim sống như thế thì đấy mới gọi là nhẫn. Đấy, cái chữ nhẫn là như vậy đấy. Nghe không? À, đấy là trong chữ Hán là chữ nhẫn. Thế thì còn bây giờ mình dịch ra cho đầy đủ nghĩa chữ nhẫn theo tiếng Việt của mình, tức là nhẫn, tức là chịu đựng. Và chịu đựng một cách ý thức được, vượt qua nó. Chịu đựng những điều gì? Những cái sự trái ý nghịch lòng, những cái sự khổ, sự khó, trái ý nghịch lòng. À, nhưng mà chịu đựng phải qua được mới gọi là nhẫn. Cho nên cái chữ nhẫn gọi là nhẫn chịu. Đó. Chịu đựng một cách có ý thức. Biết được cái này là cái trái ý, cái này là cái nghịch lòng, cái này là cái khó, cái này là cái khổ. Mà mình ý thức được, mà mình chịu cho qua được, đấy mới gọi là chữ nhẫn. Nghe không? Cho nên trong cái chữ nhẫn này nó có cái bộ tâm ở dưới đấy. Tâm này là tâm, tức là cái tâm thức của mình đấy. Là cái nhận thức của mình. Đấy, cái tâm này là tâm sống, không phải là cái tâm chết. Nghe không? Đấy, thế bây giờ thầy nói ví dụ một cái xác chết. Bây giờ mình có đem ra mình băm, mình chặt, mình chém nó, có gọi là xác chết nó nhẫn nhục không? Không nhẫn nhục. Đấy, một con cóc chết hay là một con gà chết rồi mình đem ra mình chặt, mình băm nó thì không gọi là cái xác nó nhẫn nhục cả. Mà nhẫn là phải đối với cái sự sống. Cái vật sống mới gọi là nhẫn. Nghe không? Nhưng mà vật sống ấy cũng phải có ý thức về cái việc khổ, việc khó, việc trái ý nghịch lòng đó mới được gọi là nhẫn. Nha, các Phật tử phân biệt cho rõ. Sống nhưng mà phải ý thức được mình đang chịu, đang kham nhẫn, kham khổ cái việc trái ý nghịch lòng mới được gọi là nhẫn. Chứ còn nếu mà không ý thức được thì cũng không gọi là nhẫn. Hay lấy ví dụ con lợn. Nó ở trong chuồng lợn, nghe không? Ở trong hố phân rất là bẩn, rất là lạnh chẳng hạn. Nhưng mà nó không ý thức được đây là bẩn, nó vẫn đầm mình trong cái bẩn ấy thì không gọi là con lợn nó nhẫn nhục chịu ở trong chuồng phân, nghe không? Mà nó ở trong chuồng phân ấy nó lại thích thú, nghe không? Nó không cho đấy là sự khổ đối với nó, có phải không các Phật tử? Đấy, thì không ai gọi là con lợn nó nhẫn nhục chịu đựng ở trong chuồng phân cả. Hay là con giòi, con bọ nó chui trong đống phân, chui ra chui vào trong đống phân đấy, mình không gọi là con giòi con bọ nó phải nhẫn nhục ở trong đống phân. Không phải, nó không ý thức được đây là khổ đối với nó, đây là cái trái ý nghịch lòng với nó, nghe không? Đấy, thế nhưng mà chúng ta mà quẳng mình vào trong cái chuồng lợn, giam mình ở đó và mình phải chịu cho qua hết cái khổ nạn ấy thì mình gọi là mình nhẫn nhục chịu đựng. Cho nên cái nhẫn này là phải ý thức được, chịu qua nhưng mà phải ý thức được đây là cái điều trái ý, đây là điều khổ, đây là cái việc nghịch lòng, mình chịu qua được, mình cam chịu qua được, đấy mới gọi là nhẫn. Thế còn nếu mà cũng vứt vào hoàn cảnh đấy mình không ý thức được, không gọi là nhẫn. Cho nên ấy, cái chữ nhẫn này nó có cái chữ bộ tâm ở dưới đấy, tức là có tâm thức nhận chịu được, đấy mới gọi là nhẫn. Thế còn cái chữ nhục, nhục nghĩa là gì? Mình hay gọi nhẫn nhẫn nhục. Nhục nghĩa là những cái điều sỉ nhục, những cái sự hèn kém, những cái điều hổ thẹn, những sự nhục mạ, đấy thì gọi là nhục. Đấy, những cái sự khổ não đấy cũng gọi là nhục. Đấy, cũng gọi nhục. Thế thì nhẫn nhục tức là chịu đựng
những cái sự đau khổ, những cái sự thoá mạ, những cái sự nhục mạ, những sự chê trách, những sự kém cỏi, những sự đau đớn. Đấy, chịu đựng những cái trái ý nghịch lòng. Đấy, thì gọi là nhẫn nhục. Đấy thì đấy là định nghĩa về hai cái chữ nhẫn nhục. Thế thì thưa toàn thể các Phật tử, chúng ta sinh ra trong cái cõi Sa Bà này. Phật gọi hai chữ Sa Bà. Sa Bà có nghĩa là nhẫn nhục đấy. Cho nên trong kinh Phật nói cái cõi Sa Bà là cõi nhẫn. Đã sinh ra trong cõi này là chúng ta phải cam chịu rất nhiều cái khổ. Cho nên sinh là sự khổ. Đấy. Cõi Sa Bà là cõi khổ, là cõi chúng sinh trả nghiệp. Cho nên chúng ta rất khổ. Tất nhiên sinh ra trong cõi khổ này, nếu ai mà tu được cái hạnh nhẫn thì người ấy qua, người ấy sẽ bớt khổ. Chúng ta thử ngẫm và xem. Chúng ta thọ sinh trong cõi này là chấp nhận sự khổ rồi. Bây giờ Thầy điểm lại cùng các Phật tử. Bắt đầu một sinh linh khi thụ thai. Đây Thầy đang nói về con người thôi. Chúng ta nhập thai mẹ là bắt đầu chấp nhận sự khổ. Ví dụ như là các vị La Hán, các vị gọi là hàng thanh văn, người ta nhập thai để người ta chuyển kiếp, thì người ta có thể ý thức được trong thai mẹ, thì người ta gọi là nhẫn. Chứ còn chúng ta là bị nghiệp quả nó lôi phải nhập thai mẹ, cho nên chúng ta vào đó là mờ mịt, không biết gì. Ở trong thai mẹ bị tù ngục trong đó, không biết gì. Phải cam chịu thôi, chịu cái sự khổ đó. Đấy, cho nên ở trong thai mẹ là khổ. Rồi đến ngày mà chúng ta xuất thai cũng rất khổ. Nghe không? Đấy, ở đây các cô biết rồi, mình sinh con rất rồi. Đấy, Hải Nhi phải qua cái cửa mình người mẹ, rất rất là khổ. Đấy. Cho nên ấy, sinh ra một cái là khóc. Oa oa, nghe không? Đấy, cho nên ta bảo chào đời bằng tiếng khóc ban đầu. Đấy, đã biết mở màn cuộc đời là sự khổ rồi. Rồi chúng ta ra ngoài, cái thân này ra ngoài, gặp cái không khí này, nó trái với cái môi trường khi còn trong bụng mẹ. Nó rất là rát, rất khó chịu, chân đứa bé nó khó chịu lắm. Nó cho nó phải kịp thời để mà tắm rửa rồi ấm, gọi là bao bọc cho nó, để cho nó đỡ bị cái thay đổi đột ngột về cái môi trường. Đó. Rồi chúng ta lớn lên, chúng ta thọ cái thân này vào trong cuộc sống này, chúng ta thấy biết bao nhiêu cái sự khổ. Thực ra mà nói, chúng ta bây giờ đang nói là tôi được ăn là tôi sướng. Nghe không? Nhưng mà đối với các bậc thánh nhân, ăn này cũng là sự khổ. Chứ không phải không đâu. Mình cứ nghĩ là mình ăn là sướng. À, nhưng mà đối với các bậc thánh thì ăn cũng là một việc khổ. Chứ không phải không? Cho nên nhà Phật gọi là thọ thị khổ. Bất kể một cái thọ, tức là mình lĩnh thụ vào mình, đều là sự khổ. Lớn lên phải chịu rất nhiều thứ, và mang thân này nó bệnh tật, nóng lạnh, đói khát, rồi ruồi muỗi, chúng ta bị bao nhiêu thứ, và bao nhiêu thứ nữa. Rồi lớn lên phải chịu, phải học hành, cũng là khổ chứ không phải không đâu. Phải gian khổ. Phải mưa nắng để kiếm ăn tảo tần, đều là khổ. Rồi lớn lên xây dựng gia đình, có vợ con, phải lo cho vợ cho con trách nhiệm, đều là khổ. Và đủ thứ gánh vác trên vai một sinh linh khi sinh ra cái đời này. Cho nên ấy, cả cuộc đời chúng ta phải lãnh thọ cái sự khổ. Nước mắt rất nhiều, niềm vui rất ít. Cho nên trong kinh Phật dạy, cái nước mắt của chúng sinh chịu khổ và chịu lúc chia ly nhiều hơn cả nước bốn biển. Không mà chuyện thường. Cho nên cả đời chúng ta là chịu sự khổ. À, cho nên thực sự ở cái đời này, chúng ta phải chịu đựng sự đau khổ rất nhiều. Nhưng mà mấy ai đã biết đến cái chữ nhẫn chịu, nhẫn nhục đâu. Vậy nên chúng ta biết, nếu mà biết nhẫn nhục, biết chịu đựng, thì chúng ta sẽ bớt khổ. Cho nên Phật dạy, chúng sinh cõi Sa Bà này, ai biết tu hạnh nhẫn thì người ấy mới có thể vượt qua khổ, thắng được khổ,
và được an lạc. Thì thưa các đạo hữu, các Phật tử, cái chú nhẫn này thì trong đạo Phật chia ra, thứ nhất ấy là cái nhẫn nhục của thế gian. Cái người thế gian chúng ta họ cũng chịu nhẫn nhục, và cái nhẫn nhục của người đệ tử Phật tu hành cũng chịu sự nhẫn nhục. Nhá, hai cái này nó có khác nhau. Người thế gian họ chịu nhẫn nhục để làm gì? Họ chịu nhẫn nhục với những cái mục đích thế gian. Ví dụ họ chịu nhẫn nhục để cầu gì? Để phục vụ cho cái tâm tham lam của họ. Tâm tham. Họ nhẫn nhục để sau này đạt được cái tâm sân hận của họ, thỏa mãn tâm sân hận của họ. Rồi họ nhẫn nhục do họ bị si mê tà kiến. Họ nhẫn nhục do họ kiêu mạn mà nhẫn nhục. Này, đó là người thế gian. Thế thì thế nào là nhẫn nhục mà do tâm tham nó chi phối mà mình nhẫn nhục? Tham thì người trần gian chúng ta tham gì? Tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Đấy gọi là tham ngũ dục. Nè, thì chúng ta bây giờ nhẫn nhục vì tham tiền rất là nhiều. Nghe không? Đấy, tham tiền. Chịu tất cả những cái khổ để có tiền. Nghe không? Đấy, sáng 2 giờ sáng đã tất bật. Đi rồi, chịu sương, chịu gió, đi làm. À, đi buôn, đi bán, đấy là nhẫn nhục, chịu khổ để có tiền. Thế rồi tham để được cái danh vọng mà phải nhẫn nhục, tức là mình phải luồn cúi, chịu nhục. Chúng ta thấy cái chuyện này bây giờ nhiều không? Rất nhiều. Chịu nhục, chịu luồn, chịu cúi để mà được cái danh vọng. Đấy. Đấy, họ cũng nhẫn, nhìn là những cái người thế gian họ nhẫn dữ lắm. Có khi ông sếp thì ông bé bé con thôi. Mình thì lớn tuổi hơn rất nhiều. Có khi học thức mình hơn. Nhưng bây giờ để được lòng ông, để ông cất nhắc thì cũng phải nhục, chịu nhẫn. À, phải luôn cúi, vâng dạ. Để ông cất nhắc mình lên. Đấy là cái nhẫn nhục. Để cầu danh vọng. À, nhẫn nhục cầu danh. Rồi nhẫn để mà được ăn ngon. Người ta ngày xưa nó gọi là gì đấy? Cố đấm ăn xôi đấy. Nè, chịu đấm để mà được ăn miếng xôi. Nhất là ngày xưa người ta khi mà tan cái lễ cúng thí xong rồi là mình xông nhau vào để mà cướp cái đồ thí. Chịu đấm, chịu đá để mà cướp được cái đồ thí, cái oản hay cướp cái gì. Đấy cũng là nhẫn. Thì chịu cái đau để mà cướp được cái nắm xôi đó. Cố đấm ăn xôi. À, đấy là nhẫn. Nhẫn để được ăn. Thôi, nhẫn vì tham sắc dục. À, rất nhiều. À, đấy, có nhiều anh chàng mà vì ham sắc đẹp của cô gái này mà chịu nhiều cái nhục nhã. Chịu tai tiếng, chịu nhục nhã. Và chịu sai sử. Có khi cô nói không ra gì cả. À, nhưng mà nhìn chịu hết. Để cho đạt được cái mục đích. Thì đấy là chúng ta thấy người thế gian họ cũng nhẫn nhục, nhưng mà nhẫn nhục thứ nhất để đạt được thỏa mãn cái lòng tham của họ. Thứ hai là họ do sân mà họ nhẫn. Sân mà nhẫn là thế nào? Tức là họ bực đấy, tức đấy, nhưng họ kìm lại. Nghe không? Họ nhẫn lại cái đó. Để rồi họ sẽ có phục thù báo thù. Ở đây thầy trích cái câu chuyện thời xưa Trung Quốc ấy, thời mà ông vua gọi là Ngô Vương Phù Sai đấy. Ông đem quân ông đánh Việt Vương Câu Tiễn, đánh và bắt được Việt Vương Câu Tiễn. Việt Vương Câu Tiễn là vua, nhưng mà Ngô Vương Phù Sai bắt được rồi, đem về làm nô lệ, làm người hầu. Bắt một ông vua kia về làm người hầu cho mình. Và Việt Vương Câu Tiễn tức lắm, căm lắm. Nhưng mà ông nuốt cái hận lại. Và ông hầu hạ Ngô Vương Phù Sai ở trong cung. Hầu hạ. Không để lộ ra một cái gì hết. Và đến khi mà Ngô Vương Phù Sai bị bệnh rất nặng,
Thì các quan thái y tìm kiếm các thứ thuốc rồi mà không chữa được. Đến lúc ấy là Việt Vương Câu Tiễn làm sao? Bảo cho bệ hạ, cho bầy tôi nếm phân của Ngô Vương Phù Sa để xem là bệnh của vua thế nào. Đấy. Việt Vương là một ông vua bây giờ bị làm nô lệ. Mà dám lấy phân của ông vua Ngô Vương Phù Sa mang ra nếm. Nếm để xem rồi phân như thế này thì bệnh tình thế nào. Thì lúc này Ngô Vương Phù Sa mới tin là Việt Vương Câu Tiễn bây giờ là hoàn toàn thuần phục mình rồi. Không có ý báo thù, không có ý gì nữa rồi. Giờ nó dám nếm cả phân của mình để xem mình bệnh tật thế nào thì hay quá rồi. Lúc ý là Ngô Vương Phù Sa tin hẳn là Việt Vương Câu Tiễn là đã hết cái tâm báo thù. Đã được thuần phục và chịu quản lý của mình. Và sau khi mà sau cái sự việc mà Việt Vương Câu Tiễn nếm phân của Ngô Vương Phù Sa thì Ngô Vương Phù Sa tin tưởng và thả cho Việt Vương Câu Tiễn về nước. Nhưng chúng ta biết khi Việt Vương Câu Tiễn về nước thì ông ta vẫn rất là khôn khéo. Ông ta vẫn cống nạp cho Ngô Vương Phù Sa tài sản nào là gỗ quý ngọc ngà châu báu vẫn cống. Rồi cống nạp cả gái đẹp cho Ngô Vương Phù Sa. Mà chúng ta biết đấy, trong cái việc cống nạp gái đẹp thì có một cái cô gái đẹp rất đẹp đấy. Tức là nàng Tây Thi đấy. Tây Thi gọi là đẹp chim sa cá lặn, nghiêng thành, nghiêng nước. Cống cả Tây Thi cho Ngô Vương Phù Sa. Nhưng mà khi mà ông Việt Vương, Câu Tiễn ông cống nạp các cô gái đẹp này thì đều nói cho các cô là sang đó phải làm sao để mê hoặc được Ngô Vương Phù Sa. Làm cho Ngô Vương Phù Sa phải đắm chìm trong cái sự ăn chơi hoa lạc để quên đi cái việc trị nước. Rồi ông cúng những cái gỗ rất tốt, xây hẳn một cái thành gọi là thành Cô Tô. Đấy. Để Ngô Vương Phù Sa đến đó hưởng lạc. Còn Việt Vương Câu Tiễn thì ở trong nước mình ấy là chuẩn bị binh khí rồi luyện quân. Đấy. Thế thì Ngô Vương Phù Sa thì không đề phòng. Nghĩ là Việt Vương Câu Tiễn giờ nó thuần phục mình rồi. Giờ làm bầy tôi rồi. Không đề phòng. Cho nên là cứ thả sức mà ăn chơi hưởng lạc cùng với các cô gái đẹp ở trong cái thành Cô Tô đó. Đến khi mà Việt Vương Câu Tiễn nó đem quân sang đánh là bắt được Ngô Vương Phù Sa và giết được Ngô Vương Phù Sa. Đấy, đấy. Thì chúng ta thấy như vậy Việt Vương Câu Tiễn có nhẫn nhục không? Nhẫn, rất là nhẫn, chịu đựng. Nhục, chịu nhục. Dám ăn cả phân, nếm cả phân của cái ông kia thì không phải là chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà cái nhẫn nhục ấy để sau này báo thù. Thì nhẫn đấy là do tâm sân hận nó chi phối. Nghe không? Nhẫn ấy để rồi tôi báo thù, tôi trả thù. Đấy là do sân hận mà nhẫn. Thì chúng ta thấy cũng rất nhiều những câu chuyện phục thù như thế. Khi mà mình còn trong tay người ta, mình cam chịu hết. À, nhưng nuôi tâm báo thù. Chúng ta xem trong sử thì rất nhiều những câu chuyện người ta nhẫn chịu như thế để mà sau này phục thù. Đấy là do tâm sân mà nhẫn. Thứ nữa, người thế gian do tâm si mà nhẫn, tà kiến mà nhẫn. Ví dụ như là những các cái phái ngoại đạo ở Ấn Độ đó, họ tà kiến. Họ bảo bây giờ mình tu hành ấy, mình phải khổ hạnh như là con bò đó thì mình mới đắc đạo. Thế là họ thực tập như con bò. Họ ăn cỏ ăn cây rồi họ ăn cả phân cả gió. Đấy. Nha. Rồi họ tu theo hạnh con chó. Đấy. Họ thực tập những cái đó. Thế rồi họ bảo là không mặc quần áo gì cả. Đấy. Thì bỏ hết tất cả như thế mới đắc đạo. Họ rồi phải ép xác sạch khổ. Ép sát sạch khổ. Bao giờ tu mà nó phải loài xương sườn xương sống ra khổ như thế thì mới đắc đạo. Thế thì họ cũng nhẫn chịu như vậy.
Và chính những đức Phật của chúng ta đấy, Thái tử Tất Đạt Đa đã có 6 năm tu khổ hạnh theo những cái đạo này. Mà Ngài khổ hạnh đến cái nỗi mà ép sát xương sườn xương vè là ra hết cả ra. Ngài tu qua hết, đi qua hết các cái ngoại đạo. Thế thì cái người ngoại đạo tà kiến họ cũng rất nhẫn nhục, chịu đựng. Nhưng mà vì họ tà kiến mà họ nhẫn, họ không có chính kiến, gọi là si mê mà nhẫn nhục. Nghe không hiểu biết, nghĩ như thế, phải khổ như thế thì mới đắc đạo. Và họ đã nhẫn như thế. Thế rồi, một cái nhân nữa gọi là kiêu mạn mà nhẫn. Thế nào gọi là kiêu mạn mà nhẫn? Bây giờ có người người ta mắng mình, chửi mình. Thế nhưng mà mình mà ui rồi, không thèm chấp. À, hạng ấy không thèm chấp, mình xem thường người ta. Cho nên mình cũng nhịn, không thèm nói gì. Đấy là mình kiêu mà mình nhẫn. Nghe không? À, kêu mạng mà nhận. Đó. Như vậy chúng ta thấy người thế gian nhẫn nhục do những cái tâm bất thiện, tâm ác mà nhẫn, tham lam đối với ngũ dục mà nhẫn, sân giận hận thù mà nhẫn, si mê tà kiến mà nhẫn, kêu mạng mà nhẫn. Nghe, họ cũng nhẫn được. Và chúng ta điểm lại này, chúng ta cũng còn vướng trong cái nhẫn này. Nghe không? Nhẫn này. Không làm gì được ông thì tôi nhẫn nhất. Nghe không? Đã, tôi chịu thôi. Khi mà tôi đủ lực rồi là tôi không chịu đâu. Đấy, thì đấy là cái nhẫn của chúng ta, là nhẫn của người thế gian. Thế còn bây giờ nếu chúng ta là đệ tử Phật, thì chúng ta phải nhẫn như thế nào mới đúng là đệ tử Phật? Đệ tử Phật chúng ta phải nhẫn sâu sắc lắm các Phật tử. Đệ tử Phật nhẫn để diệt trừ tham sân si kiêu mạn, nhẫn đối với cả sáu căn của mình, nhẫn với chính cái tâm của mình. Thế nào nào? Nhẫn để diệt trừ tham sân si. Khi tâm mình khởi ham muốn, mà mình nhẫn, mình không theo nó. Nghe? Nhẫn tức là chịu đựng. Chúng ta thấy cái năng lực của ham muốn nó rất là mạnh, chứ không phải không đâu. Rất nhiều người do cái tâm ham muốn này không nhẫn được, không kìm được mà tạo nên tội. Có phải không? Đấy, giết người, cướp của do lòng ham, đam mê sắc dục do lòng tham, không chịu, không nhẫn nổi, cho nên đã phạm tội. Thế cho người đệ tử Phật thì nhẫn để dừng cái lòng tham ấy lại và diệt cái lòng tham ấy. Cho nên cái nhẫn của chúng ta là nhẫn từ cả trong tâm, nhẫn ngoài thân rồi nhẫn đến trong tâm. Cho nên gọi là thân nhẫn. Thân nhẫn là cái hành vi của mình, mình dừng được, giữ nó lại được. À, mình thấy người ta có cái vật đẹp, đáng nhẽ là tay mình thò ra mình giật, mình lấy của người ta, nhưng mà dừng lại được. Đấy là nhẫn rồi đó. À, nghịch lòng, nhẫn là chịu đựng cái nghịch lòng. Cái lòng của mình nó muốn cái tay mình ra để lấy cái đồ của người ta, giật cái đồ người ta, thủ cái đồ người ta. Bây giờ mình trái ý nó, không thò tay ra, không lấy nữa, dừng lại. Đấy là trái ý, trái với cái lòng muốn của mình. Đấy là nhẫn. Dừng được cái tay đó là nhẫn bước một. Thế với xong, nhưng mà cái tâm trong này nó vẫn còn hậm hực, nó bảo cái của đẹp thế kia mà không lấy, phí. Thế bao giờ mình nhìn lại, mình dừng được cái tâm ý nữa, cho nó lắng cái tâm ý xuống. Đấy là nhẫn đến trong tâm, gọi là nhẫn tâm. Cái tự nhẫn tâm thì mình nghe bên ngoài có rất sợ, nhưng mà nhẫn đến trong tâm. Còn mà nhẫn ở ngoài thân thì chúng ta có thể nhẫn được, còn nhẫn đến trong tâm là phải trình độ tu tập tương đối sâu. Nhẫn đến trong tâm, tâm lắng xuống, dịu rồi lắng xuống, đấy là nhẫn đến trong tâm. Cái miệng mình cũng phải tu nhẫn. Bình thường á, nếu mình không biết về chữ nhẫn này
Ai người ta nói mình trái ý mình, có thể mình sẵn sàng mình cãi nhau, chửi nhau với người ta ngay, tay đôi ngay. Nhưng bây giờ mình dừng cái miệng lại, mình không cãi, mình không nói bậy nữa. Đấy là nhẫn. Nhẫn cái miệng, nhẫn cái miệng rồi, nhưng trong đầu này nó cũng vẫn còn xui, vẫn còn nghĩ cách hậm hực. Hôm nay tôi không nói, nhưng ngày mai tôi sẽ trả đũa. Thế thì lại phải nhẫn đến cái ý nghĩ trong này, nhẫn đến trong tâm, dừng được cái ý nghĩ đó. Đấy là thân nhẫn, khẩu nhẫn. À, rồi ý nghĩ phải nhẫn. Cho nên nói chung á, là chúng ta nhẫn cả đối với sáu căn. Mắt nhìn thấy sắc phải nhẫn. Mắt nhìn sắc đẹp, đồ đẹp, nó khiến cho tâm mình khởi các sự ham muốn. Khi mắt thấy sắc, thấy hợp ý, thì mình khởi ham muốn. Mình khởi ham muốn mà mình nhẫn lại, chịu lại, không theo nó, không chiều nó. Đấy là nhẫn nơi mắt. Thế rồi mắt thấy những cái sắc trái ý. Mắt thấy sắc trái ý là thế nào? Mắt mình nhìn thấy cái mặt người mình không ưa, mình ghét. Đấy là sắc trái ý. Mắt nhìn thấy những cái đồ xấu. Nhìn thấy con sâu gióm. Nhìn thấy con đỉa, con bọ lẹt, mình ghét. Mình khởi cái tâm sân. Mình muốn giết nó. Mình muốn hủy hoại nó đi. Nhìn thấy cái người mình ghét mà mình muốn đuổi người ta đi. Muốn đánh đập người ta. Đấy là nhìn thấy sắc không khả ý, không khả ai. Thì sao mình phải nhẫn, phải dừng cái tâm sân của mình lại. Dừng lại. Không khởi ý ai, lắng được cái tâm, dừng lại được. Đấy là nhẫn nơi con mắt. Nhẫn cái lỗ tai. Tai mình nghe tiếng hay, tiếng khen, tiếng thích ý, mình khởi cái tâm ham thích. Đây, khởi tâm hoan hỷ, thích. Mình cũng phải nhẫn. Chúng ta thấy nếu không nhẫn được, cái nhiều khi mà được người ta khen mà mình không nhẫn được á. Hôm nay các Phật tử nghe quý thầy nói cái nhẫn khi được khen. Sao khen mà phải nhẫn? Khen không phải là sướng đâu, phải nhẫn thì mới được. Nếu mà chúng ta không nhẫn được cái khen là nhiều khi mình chết vì cái khen đấy. Nghe không? Được người ta khen mà không biết có đúng hay không? Mình chả có tài cán gì mà người ta khen cũng phồng mũi lên. Đấy là mình không nhẫn rồi. Mà phồng mũi lên là chết rồi. Vênh vênh tự đắc, phải không? Để cho là mình hay, mình giỏi thật. Là có ngày xuống vực ngay. Đấy, cho nên khi mình được người ta khen mà mình biết xoay lại, mình xem là cái sự khen này nó đúng hay sai, có thật hay không. Nếu mà thật là mình có tài, có đức thật ấy, thì mình cũng phải nghĩ cái này không phải là cái gì hay, mà đây là do mình, cái phúc của mình thôi, mình rèn nhờ mình tu các hạnh tốt nó mới được. Thì cũng không có gì đáng phải kiêu hãnh cả. Thế còn người ta khen mà khen dối, không có thật, mình không có tài đức gì, người ta khen thì mình biết khen dối, thì mình không có đức hạnh gì, không có tài cán gì, thì lấy gì mà tự hào mà phồng mũi. Dừng lại cái tâm kiêu hãnh của mình để mà phục cái tâm ấy, nhẫn lại nó được. Đấy, cho nên được khen cũng phải nhẫn. Rồi bị chê, tai mình nghe cái tiếng khó chịu, chê trách nhục mạ, mình phải nhẫn. Cái đấy là nhẫn là dễ rồi. Bị chê trách, bị nhục mạ, bị nói xấu, bị bôi nhọ, nghe mà mình nhẫn, không khởi cái tâm sân hận khó chịu. Đấy. Không khởi cái tâm oán thù, mình nhẫn. Đấy là nhẫn ở cái lỗ tai. Cái mũi mình cũng phải nhẫn. Tại sao mũi cũng nhẫn là thế nào? Bây giờ mình ngửi cái mùi mà nó thơm, mùi thích thú, hợp ý mình. Mình khởi cái tâm ham thích cũng phải nhẫn. Nếu không nhẫn nổi vào rồi phạm. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái mũi đi tu học Phật rồi, cái mũi cũng phải nhẫn nhục. Nha, chứ không phải chỉ nhẫn là cái tay, cái chân, cái mũi cũng phải nhẫn. Người cái mùi hương ngày xưa mình quen quen đấy là cũng phải nhẫn. Phải dừng. Phải dừng.
Rồi cái miệng cũng phải nhẫn. Lúc nãy là thầy nói cái khẩu, tức là cái lời ăn, cái nói mình phải nhẫn rồi. Bây giờ cái miệng, cái lưỡi này này phải nhẫn. Những cái vị mình ham, mình thích đấy, khi mình tiếp thụ nó, mình ăn cũng phải nhẫn. Nếu vì nó mình ham quá, khoái khẩu, ăn thật nhiều rồi sinh bệnh. Nha, khoái khẩu ăn nhiều. Có nhiều người vì ăn cái món ngon hợp vị, ăn đến bội thực thì chết, không nhận được. À, thế cho nên cái lưỡi này cũng phải nhận. Cho nên đề từ Phật, cả sáu căn đều phải nhận. Khi tiếp xúc với sáu trần: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm ý đều phải nhận. Cái nhẫn của người đệ tử Phật là nhẫn như vậy đấy. Sáu căn nhẫn khi xúc đối với sáu trần. Nhẫn để diệt trừ cái tâm tham, tham dục. Diệt trừ tâm sân hận. Nhẫn trừ diệt kiêu mạn, si mê. Cho nên đệ tử Phật giác ngộ được cái điều này thì cất bước chân đi là nhẫn. Cất bước chân đi là nhẫn rồi. Mở miệng nói là phải nhẫn rồi. Mở mắt nhìn là phải nhẫn rồi. Đó. Cho nên ngày xưa các cụ mới nói là nhẫn là gì? Nhất tự thiên kim. Một chữ nhẫn đáng giá nghìn vàng. Trong kinh ấy, kinh Minh Dư Giáo Đức Phật dạy, cái người có thể tu hạnh nhẫn nhục mới là bậc đại nhân có sức mạnh lớn. Nếu vị đó không thể nhẫn chịu được cái độc hại của lời mắng nhiếc, chửi rủa như uống nước cam lộ, thì không được gọi là người có trí tuệ nhập đạo. Trong kinh Di Giáo Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, nếu mà sao, cái người mà nhẫn nhục thì mới là bậc đại nhân có sức mạnh. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng nhẫn tức là mình hèn kém. Cái nhẫn mà để chúng ta đạt được cái mục tiêu lớn cao cả không thể là hèn kém. Mình đi ra thấy người ta mắng mình, ra ngoài đường thấy người ta, người này bị mắng, bị chửi, mà thấy người ta làm im, làm thinh, mình bảo ôi mày hèn thế, kém thế, sao mà đánh nhau đi. Không phải thế. Cái người Phật dạy, người nhẫn được, chịu được, người ấy mới là người có sức mạnh. Phật nói nếu mà cái người này mà chịu được cái sự mắng chửi, cái sự độc ác giống như uống nước cam lộ, thì đấy mới là người có trí tuệ nhập đạo. Còn không chịu nổi thì không gọi là người có trí tuệ nhập đạo. Đấy, chúng ta vào đạo mà không thấy rõ cái điều này. Vào đạo mà chúng ta chỉ thích khen, chỉ thích những cái lời tán tụng thôi, thì mình chưa có trí tuệ vào đạo. Muốn vào đạo thì phải thấy cái sự nhục mạ, cái sự chửi rủa đối với mình đấy, giống như được uống nước cam lộ. Nếu mà có cái trí tuệ như thế thì người này gọi là bậc vào đạo có trí tuệ. Nghe không? Hay cho các Phật tử nghe cái lời này trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy đấy. Chúng ta gắng thực hành, gắng thực hành. Bị nhục mà bị này khác, mình thấy giống như uống nước cam lộ. Và Phật dạy cái người này mới thật thật là người có sức mạnh. Mới thật người sức mạnh. Người sức mạnh là thế nào? Người ta làm chủ được thân tâm người ta. Cho nên đấy là mạnh. Chứ không phải người ta mới chửi mình một câu, mình vung tay đấm người ta một quả, thế là mình mạnh đâu. Đấy là mình không mạnh. Mình không làm chủ được cái tâm sân sân này này. Thế còn mình bị người ta nhục mà, người ta chửi mắng mình, mà mình dừng được cái thân mình dừng được cái tâm mình, làm chủ được nó, đấy mới là mạnh. Cho nên trong kinh Đức Phật cũng dạy, nhẫn nhục là đệ nhất đạo. Nhẫn nhục là cái đạo hay bậc nhất đối với người tu hành. Người xuất gia giống như các thầy mà không nhẫn nhục được thì không xứng đáng gọi là sa môn.
Người xuất gia mà không nhẫn nhục, mà sân hận, mà não hại người thì không xứng đáng gọi là người xuất gia. Hôm ấy rồi, thầy có xem trên mạng, có một cái vị này ăn mặc đúng là kiểu nhà sư, đi qua cái sân bay chỗ nào đấy, xong rồi là cán bộ kiểm tra, ta phải kiểm tra hành lý tư trang. Thế là cái vị này nổi đoá lên là tung coi như là cướp, chửi nhau, đánh nhau với công an luôn, mà ăn mặc hình dáng nhà sư. Thế cho nên là một số người ta hiểu lầm, người ta bảo nhà sư coi như là khủng khiếp. Nhưng mà về sau điều tra ra thì đấy, biết là không phải vị sư. Đấy là một cái vị mà thầy cúng. Nhưng mà vị này ăn mặc thì giống như nhà sư vậy, nhưng mà điều tra ra thì không phải sư. Nhưng thầy bảo nếu mà sư như thế thì quá khủng khiếp, không phải là người sư nữa. Cho nên người tu phải lấy đức hạnh nhẫn nhục để lên đầu. Chúng ta đã biết cả cuộc đời chúng ta chắc chắn phải nếm chịu đau khổ. Đây là bản chất của cõi Sa Bà. Thế mà mình đã học Phật, tu Phật mà không biết lấy chữ nhẫn lên, chịu cái nhục này, thì không phải đệ tử Phật. Cho nên Phật mới nói đó, xuất gia mà không tu hành nhẫn nhục, mà não hại người, không phải gọi là sa môn. Nhẫn nhục là đệ nhất đạo. Nhẫn nhất tự thiên kim, một chữ nhẫn đáng giá nghìn vàng. Ở Việt Nam mình có câu chuyện về Quan Âm Thị Kính. Chúng ta thấy Quan Âm Thị Kính tu cái hạnh gì? Nhẫn nhục mà thành Phật. Và bị oan, thương chồng, yêu chồng như thế, muốn làm đẹp cho chồng, mà rồi bị oan là giết chồng. Nhẫn chịu, biết là khổ, nhẫn chịu. Rồi giả trai vào chùa đi tu, lại làm cho mấy cô gái cô hiểu lầm, tưởng là một trang nam tử, làm cho cô thị màu cô hiểu lầm là cô say đắm. Cũng khổ, phải nhẫn với cô lắm chứ. Cô đến bữa nào đến chùa cũng đến, cô trêu cô ghẹo, phải nhẫn. Rồi cô ghẹo không xong thì cô về cô chiều hoang với anh Lô, rồi đổ vạ cho mình, cũng lại phải nhẫn nữa. Phải nhẫn. Tới đến khi cô sinh con ra, cô mang con đến chùa cô giảng, cũng lại phải chịu, lại nhẫn nữa. Đấy, cuộc đời của Thị Kính là cuộc đời tu hạnh nhẫn nhục, rất là nhẫn nhục. Chịu nhục đấy, nhẫn chịu những cái khó khổ ấy, chịu những cái tai tiếng nhục nhã ấy. Có phải? Đã. Và đến ngày cuối cùng thì mọi việc nó minh bạch. Và cũng là cái ngày thành tựu được cái sự viên mãn công đức tu tập. Cái nhẫn nhục của Thị Kính cũng có thể gọi là nhẫn nhục đạt trình độ của Phật giáo. Nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật. Thì ở Việt Nam mình có câu chuyện Quan Âm Thị Kính này rất là hay. Mà câu chuyện này người tu nào cũng phải nên học. Nếu phát tâm tu Phật, học Phật mà không biết câu chuyện này thì rất là tiếc. Cho nên chúng ta phải nhẫn như Quan Âm Thị Kính. Nhẫn như thế mới tu được. Rất nhiều cái tấm gương. Ở Nhật Bản cũng có một vị thiền sư đấy, rất là nổi danh. Ngài rất nổi danh. Và khi nổi danh thế thì nó cũng khổ cho ngài. Cũng có một cô gái này, cô đi cô hoang thai, rồi về nhà bố mẹ đánh cô ấy. Thì cô bảo tác giả của cái thai của cô chính là cái cụ thiền sư ấy. Thế là bố mẹ cô mang các thứ ra chùa chửi rủa thầy một hồi. Ông không ra thể thống gì cả, ông tu hành mang tiếng đạo cao đức trọng gì mà đây lại làm con gái tôi như thế này. Thế thì cụ nghe mắng chửi một hồi rồi cụ bảo câu: thế à? Ồ thế à? Thế rồi mai mấy bữa sau rồi cái cô gái này sinh con ra, cũng mang ra chùa giả thầy, bảo đứa con thầy nuôi ra thầy. Thế thầy đi ra, thầy cũng nhìn thấy đứa con thầy bảo: ô lại thế à? Cũng thế à?
rất đơn giản. Thế rồi Ngài đi xin sữa nuôi cháu, cũng y như thị kính của chúng ta vậy. Đi xin sữa ngày ngày nuôi cháu. Mấy năm sau rồi thì cô gái này thấy không chịu được, trong lòng tự nhiên nó bất an lắm. Ngày ngày cứ nhìn thấy cái thiền sư này đi xin sữa để nuôi con mình, rồi xin cơm cháo này khác, tự nhiên trong lòng bất an. Cuối cùng cô mới thú thật với bố mẹ là không phải, bố của cái đứa bé chính là cái anh chàng bán cá ngoài chợ kia. Thế thì lúc ấy là bố mẹ coi như là phải mua lễ mua ngãi tất cả mọi cái, bắt con bắt cháu ra chùa sám hối với cụ thiền sư để xin cháu về. Thế thì cụ bảo ô thế à, chân gọi là thiền sư thế à, rất đơn giản. Đấy, Ngài nhận nhẽ vậy, làm thế nào mà nhẫn được đến như vậy? Oan như thế, ức như thế mà Ngài cũng thế à, rất nhẹ nhàng. Cứ như là chuyện mới tình thế à, rất vui vẻ ngạc nhiên thế thôi. Ông không thanh minh gì cả. Đấy, nhẫn như vậy, nhẫn nhẫn để tu. Cho nên ấy, người đệ tử Phật chúng nhẫn ở nơi thân tâm và sáu căn này, đối với trần cảnh đều phải nhẫn. Chúng ta nhẫn để diệt tham sân si, diệt những tâm bất thiện. Khác với người thế gian, người thế gian họ nhẫn, họ chịu nhục để đạt được tham sân si, thỏa mãn tham sân si. Còn người đệ tử Phật, tu học Phật thì nhẫn để diệt tham sân si, khác với người thế gian. Rồi người đệ tử Phật nhẫn để làm gì nữa? Nhẫn để thông cảm, để mở rộng lòng thương yêu đối với tất cả. Khi chúng ta thấy nếu trong giao tiếp hàng ngày mình không nhẫn thì không dễ gì thông cảm được với người. Bây giờ huynh đệ mình tự nhiên người ta nổi nóng với mình, mình cũng nổi nóng ngay, thế là bất hòa là chia cách, giận nhau là thôi. Thế nhưng mà khi người ta nổi nóng hoặc là người ta nghĩ sai về mình, mình nhẫn đi, mình nhẫn chịu đi đã, để cho mọi việc nó êm ả. Rồi mình mới hiểu vì sao cái người ấy hôm ấy lại sân với mình. Mình hiểu ra được rồi. À, lý do vì hôm ấy, hôm ấy chị ở nhà đi đến chùa, trước khi đi là bị chồng mắng, hay là đứa con hôm ấy là nó ăn cắp tiền, cho nên chị bực quá đến chùa, chị nhìn thấy mình chị cũng bực với mình, chứ không phải lý do gì khác. Nó đang trong cái tâm, cái tâm bực mà, thì ai gặp là cũng bị bực luôn. Thế chứ không phải vì chị có cái hiềm khích gì với mình cả. Đấy, cho nên nhẫn để mà thông cảm. Nhẫn được, hiểu được, thông cảm được. Thông cảm được thì thương được, thương yêu được. Cho nên nhẫn để thông cảm, để hiểu và để thương yêu. Khi hiểu được rồi thì mình lại hỷ xả, mình thương yêu được, không có gì giận cả. Đấy, cho nên người tu Phật nhẫn để thông cảm, để hiểu, để thương yêu. Nha, để thương yêu. Chứ không phải như người đời, khác nhau. Rồi người tu Phật nhẫn để đem lại bình an cho mình và cho mọi người. Chúng ta thấy rồi, do không nhẫn, ở đời con người do không tu cái hạnh nhẫn nhục này, cho nên biết bao nhiêu cái thảm cảnh nó xảy ra. Có phải không? Chúng ta thấy. Vậy nên cho nên khi mà cặp vợ chồng mà cưới nhau đó, thường tặng cho nhau cái gì? Nhẫn nè. Cái nhẫn thì dù nhẫn vàng hay nhẫn bạc gì không biết, nhưng mà kể cả nhẫn bằng tre cũng là nhẫn.
Ngày xưa nhiều nhà nghèo người ta lấy cái đồng đồng quấn vào làm cái nhẫn tặng nhau cũng được. Đã. Hồi bé thầy nhớ các thầy hay chơi mà lấy cái lá dừa đấy gặp lại thành cái nhẫn tặng cho nhau. Nhưng mà cũng là chữ nhẫn. Thì khi mà vợ chồng đến với nhau mà làm lễ cưới thường hay tặng nhau cái nhẫn. Đấy là cái ý rất sâu xa của các bậc tiền bối này. Là muốn nói là gì? Gia đình muốn hạnh phúc, êm ấm thì phải có cái chữ nhẫn này. Đấy, chồng phải nhẫn với vợ, vợ phải nhẫn với chồng. Các cụ nhà mình cũng dạy nhau rồi đấy. Chồng giận thì vợ bớt lời, mà cơm sôi nhỏ lửa, đời nào cơm hê. Đấy là tu nhẫn đấy. Cho nên trong gia đình vợ chồng phải tu cái chữ nhẫn này. Đã. Có cái nhẫn, có chữ nhẫn trong nhà thì gia đình êm ấm thuận hòa. Không nhẫn là hết rồi. Chồng nói một câu, vợ cãi hai câu thì vài ngày là gia đình tan nát thôi. Không hạnh phúc. Cho nên chữ nhẫn kia đó, nhẫn này là nhẫn để trao nhau, nhẫn này là nhẫn quý hơn cả vàng mười. Tuy là nhẫn gì đi, nhưng cái chữ nhẫn quý hơn tất cả. Đó, cái nhẫn là biểu tượng thôi, còn cái đức nhẫn là chính của cái chữ nhẫn, của cái nhẫn. Vợ chồng trao nhau cái nhẫn là phải tu lấy cái đức nhẫn, nhẫn nhịn. Đó, trong gia đình chồng vợ phải nhẫn nhịn nhau. Rồi anh em cũng phải nhẫn nhịn nhau. Cái chữ trên kính dưới nhường đấy là nhẫn. Nếu đối với bậc trên mình không kính trọng, tức là mình không nhẫn. Đối với bậc trên mà tôi không kính trọng, tôi xem thường anh, tôi cũng như anh, thế là tôi không nhẫn, tôi không chịu mình là em. Đó. Thế là không nhẫn. Dưới nhường, mình đối với các em mình không nhường nhịn, là mình không nhẫn. Không chịu hy sinh là mình không nhẫn. Đó. Cho nên ấy, trên kính dưới nhường cũng là nhẫn đấy. Mình phải chịu thiệt hơn, mình phải bao dung hơn, đấy là mình phải nhẫn. À, cho nên ấy, cái chữ nhẫn trong gia đình rất quý. Thầy rất là tán thán những Phật tử mà trong nhà thờ chữ nhẫn. Nghe không? Cho nên Phật dạy nhẫn nhục là đệ nhất đạo là đúng. Nhưng không nhẫn không thành Phật. Ngày xưa Ngài Xá Lợi Phất như thế. Ngài rất là trí tuệ. Và Ngài cũng bị rất chịu rất nhiều những cái sự ganh tị, cái sự nhục mạ. Và Đức Phật cũng khen Ngài Xá Lợi Phất là người rất nhẫn nhục. Tâm của Ngài Xá Lợi Phất giống như đất ở dưới đại địa. Ai chà đạp lên cũng được. Chúng ta thấy cái mặt đất này. Nhổ, mình nhổ nước bọt, nước miếng, phân tiểu vứt lên nó cũng không có vấn đề gì. Đúng không? Chúng ta trồng hoa lên mặt đất nó cũng thế. Chúng ta có dội nước sạch gì đi nó cũng thế. Cho nên ấy, người mà biết tu Phật thì tâm như đại địa, nhẫn như trái đất này. Ngài Xá Lợi Phất được Đức Phật khen là tâm Xá Lợi Phất giống như đất. Giống như đất này. Nhẫn chịu. Có cái ông tỳ kheo, ông thấy Ngài Xá Lợi Phất được uy tín lớn, ông ganh tị. Ông vu vạ cho Xá Lợi Phất là phá giới, phạm giới. Thế rồi câu chuyện này đồn lên Đức Phật. Đức Phật thì biết chắc chắn là Xá Lợi Phất không có phạm những điều này. Đức Phật cứ gọi lên trước tăng chúng, Đức Phật hỏi. Thì Xá Lợi Phất nói là con không như thế. Chỉ nói hết là con không như thế. Và đối với tất cả huynh đệ, con không có bao giờ một tâm đố kỵ với ai. Thế thì Phật nói là Xá Lợi Phất nói điều đó là đúng. Cho nên ấy, nếu cái vị sư kia mà không sám hối Xá Lợi Phất ấy, thì chỉ đi 7 bước thôi rời khỏi pháp. Cái pháp hội này là sẽ đầu vỡ ra làm 7 mảnh. Vì cái tội vu khống cho một bậc đại đức chân thật. Đấy. Ông kia phải sám hối ngay. Không sám hối thì chỉ đi 7 bước là đầu nổ ra thành 7 mảnh ngay. Vì dám vô am trong bậc chân tu đức hạnh như Xá Lợi Phất. Đấy. Thế cho nên người tu đệ tử Phật thì phải thực hành cái nhẫn nhục này. Nhẫn nhục để bình an cho mình. Rồi bình an cho người. Đã. Chúng ta thấy nếu mà mình không nhẫn thì mình khổ. Rất khổ. Khi mình nổi cơn sân lên mình không nhẫn được.
thì cái hậu quả không biết như nào. Đấy, ra ngoài đường xe cổ đụng nhau thôi không nhẫn được, là đánh nhau, là chém nhau. Đấy, cái chuyện này rất là nhiều. Về nhà không nhẫn được với vợ với con là vỡ mâm vỡ bát vỡ hết. Xong khi rồi thì mới khổ. Đấy, ở cơ quan mình không nhẫn được là đổ vỡ công việc, là khổ. Rất nhiều người đấy, thầy cũng tiếp xúc với rất nhiều người, họ bị thất chí ở cơ quan làm việc, rồi cứ chỗ nào cũng bị thất bại, chỗ nào cũng bị người trên người ta không ưa vì mình không nhẫn. Người trên người ta nói một mình lại cãi hai, mình nắm ý kiến mình nhiều chuyện, mình không nhẫn được. Nghe không? Đây các Phật tử để ý này, như ai còn công tác thế trong cái đại hội chẳng hạn, mình thấy ông thủ trưởng mình ông nói câu này, mình nghe nó trái với cái ý của mình, nghe không? Nhưng mà mình muốn phát biểu phải từ từ phải xem lại nhé, tại vì nhiều khi cái ý kiến của mình chưa chắc đã đúng đâu, nhưng mà mình cứ cho là đúng rồi mình giơ tay phát biểu trái lại ý kiến chống đối với ông là sao mình khổ. Phải bình tĩnh. Khi cái tâm trong này nó muốn phát biểu, nó muốn nói lên cái quan điểm đối kháng thì mình phải xem lại đã. Cho nên các cụ ngày xưa gọi là gì? Người khôn thì sao? Uốn lưỡi 7 lần mới nói. Cái uốn lưỡi 7 lần đấy là nhẫn đấy. Phải nhẫn lại đã. Trong này nó muốn lắm. Nó muốn nói ngay. Đứng dậy ngay, đập bàn nói ngay. Phải từ từ, từ từ. Mà nhẫn một tí đã. Nghe à? Từ từ suy đi, xét lại. Mình nói thế này nó có lợi ích hay không? Nói thế này nó có hiệu quả hay không? Đấy. Đấy là nhẫn đấy. Cho nên nhẫn thì mình được an. Không nhẫn thì mình khổ. Cho nên nhiều người cứ bảo tính tôi nó trực tính mà sao tôi khổ thế. Phật không phải Phật khen cái tính trực tính cái kiểu ấy. Bạ đâu nói đấy. Không giữ được lòng mình. Phải nhẫn được cái lòng mình mới nói. Khà mà đây thầy nói là khi mình nói đó, mình nói thôi mà trong tâm mình còn sân hận. Mặc dù ý kiến mình đúng, nhưng mà tâm mình sân hận thì vẫn không có hiệu quả. Cái đối tượng người ta nghe đấy, người ta vẫn không tiếp thu đâu. Nghe không? Cho nên khi huynh đệ, chị em, anh em góp ý với nhau thế, phải lắng lại cái tâm mình. Xem cái tâm mình nó đã bình an chưa? À, nó đã tịnh chưa? Lúc ấy mình mới góp ý. Chứ còn mình trong tâm này nó còn đang sôi sùng sục lên. À, nó đang hừng hực lên này mà góp ý là đổ lửa ngay đấy. Là lúc ấy là thêm dầu vào lửa. Là chuyện nó bùng ra to. Nghe không? Đấy cho nên các Phật tử, các đạo hữu thấy nếu chúng ta không nhẫn được cái lòng mình thì rất nhiều cái khổ. Khổ từ trong đến ngoài. Bao nhiêu hậu quả do mình không biết nhẫn. Trước hết là khổ cho mình đã. Nghe, khổ cho mình đã đây này. Hậu quả khổ đến mình trước. Cho nên phải nhẫn. Thứ hai là nếu không nhẫn thì khổ cho người. Một ông tướng, một ông vua mà không nhẫn được thì cả nước khổ. Chứ không phải chuyện thường. À, ví dụ bây giờ một ông tướng ở cái nước bên kia nó chỉ khích mình một câu thôi. Mà ông vua bên mình chịu không được. Thế là cầm quân ra chiến đấu là chết bao nhiêu nướng bao nhiêu quân vào trong cái trận chiến. Chỉ do cái tâm không nhẫn được, không làm chủ được. Cho nên trong các cái thuật chiến tranh nó có khích tướng. Nó khích tướng thì là chết rồi, mắc mưu rồi. Kích lên đấy là mình không nhẫn được, không giữ được cái tâm mình, chết. Đó. Đấy, cho nên ấy, nhẫn được thì đem bình an cho mình, đem bình an cho mọi người. Cho nên đệ tử Phật tu nhẫn là để thế, đem bình an cho mình, đem bình an cho mọi người, cho xã hội. Rồi cái nhẫn nữa, cái nhẫn rất là cao của người đệ tử Phật đó là gì? Đó là nhẫn để tôi luyện ý chí mình, nhẫn để luyện tâm mình. Ví dụ có những người
Người ta tự làm ra những việc khó để người ta rèn luyện. Ví dụ thầy nói như bác Hồ đấy, tập leo núi là khổ chứ, nhưng mà để rèn lấy cái ý chí. Có rất nhiều người tự rèn cái khổ để lấy ý chí. Họ nhẫn chịu những cái khổ để có ý chí, để tôi luyện thân tâm mình. Người đệ tử Phật, người học Phật phải có ý chí, có sức mạnh. Muốn thế phải nhẫn nhục, phải chịu đựng. Cho nên thường những cái người mà họ sinh vào cảnh khổ, các Phật tử thấy không? Những người sinh vào cảnh khổ thì họ có sức chịu đựng lớn. Đấy, do họ đã nhẫn chịu những cái đó rồi. Nên khi mà họ vượt, họ gặp cái cảnh là họ không bị ảnh hưởng nữa. Đấy, họ không ảnh hưởng vì họ đã nhẫn chịu qua rồi. Thế cho nên cái tu hành nhẫn nhục này của người con Phật là để tôi luyện mình, rèn luyện thân tâm mình. Đó. Anh nhớ cái câu chuyện mà Đạt Ma Sư Tổ đó. Để cho Ngài Huệ Khả đứng ngập chân trong chết, cầu đạo cho cái khổ hạnh như thế đấy. Mà Ngài vẫn cho là chưa phải khổ hạnh. Đến lúc mà Đạt Huệ Khả lấy dao chặt tay dâng lên, cúng cho Tổ Đạt Ma. Thế thì Đạt Ma mới nói là ông ngươi làm cái hạnh khổ như thế cũng coi là tạm được. Và lúc ấy mới trao truyền cái pháp cho Ngài Huệ Khả. Không phải đơn giản. Ngày xưa đó, các tổ mà chọn đệ tử thế, kỹ lắm, rèn khổ dữ lắm, xem người này có nhẫn nhục, có chịu đựng được không, còn mắng, còn vu oan. Không phải là không. Thế nói ngay gần cận đại mình đây, như Ngài Quảng Khâm, Đại sư Quảng Khâm cũng bị người ta thử thách rất là khổ. Đến cái chùa ấy ở thế nào, thầy chủ trì biết là thầy này rất chăm tu, nhưng mà tự nhiên họ thấy là thầy giấu tiền đi, xong rồi thầy vu vạ hôm nay mất tiền mà chỉ có cái ông này ở trên chùa, ông Quảng Khâm này ở trên chùa thôi. Cả đại chúng đều nghi cho thầy là ăn cắp tiền cả. Đấy, phải nhẫn chứ. Khi mà nhẫn được hết chuyện ấy thì là tốt. Thế còn có một vị thiền sư này cũng thế. Có ba vị đến xin học thiền với cái vị thiền sư này. Thì đến là vị đóng cửa chùa lại, không cho vào, bắt ở ngoài cổng chùa. Thế là cứ lê la ở ngoài cổng chùa ba cái vị này. Đấy. Rồi thỉnh thoảng cái vị thiền sư trụ trì đấy lại mang nước ra té vào mặt, nước gạo nước đổ mặt mấy vị này. Thế thì ở mấy tháng thì hai vị kia chịu không nổi bỏ đi, còn một vị vẫn kiên quyết ở. Lúc ấy thì cụ thiền sư trụ trì mới cho vị này vào nhập chúng tu. Vào nhập chúng tu hành rồi mà cũng còn thử thách. Đến khi trong chúng mà ăn thì khổ quá. Hôm ấy thầy thiền sư trụ trì đi vắng, cái vị sư mới nhập chúng này được giao trách nhiệm làm chư khố, tức là quản lý việc ăn đồ ăn thức uống của chúng tăng. Thấy các sư ăn khổ quá, hôm ấy mới thấy sư trụ trì đi vắng, xuất gạo ra nấu một bữa cháo hoa cho toàn chúng ăn, ăn cải thiện một bữa. Ngày ý nó khổ, được ăn cháo hoa đó là sướng lắm rồi. Thế đến lúc mà vị thiền sư trụ trì vị về, vị bảo hôm nay chúng ăn uống thế nào, bảo hôm nay là được thầy chư khố cho ăn cháo hoa. Thế là vị gọi cái vị sư chi khố lên kỷ luật. Ai cho ông tự tiện dám xuất gạo ra nấu cháo cho chúng ăn? Bây giờ ông phải bán y bán bát đi để ông đền bù. Rồi phải ông đi xin tiền đền bù vào đấy. Đuổi. Thế là cái vị sư chi khố này cũng vẫn nghe. Bán y bán bát đi, xong rồi là đi xuống dưới dân đi khất thực hàng ngày để xin tiền để bù vào cái số gạo đã xuất cho chúng ăn đó. Đấy. Đấy, cứ ngày ngày đi xin. Thế để xuống dưới dân, tá túc ở dưới nhà dân rồi. Mà đến lúc mà vị sư trụ trì đi xuống nhìn thấy tá túc ở nhà dân, vị lại còn đuổi, không cho tá túc ở những nhà dân đấy. Thế chúng ta thấy khổ. Thế mà vị sư kia cũng chịu. Vẫn ngày ngày đi khất thực đủ cái số tiền để về trả cái tiền gạo xuất ra nấu cháo cho chúng đấy. Chứ có phải nấu cho riêng mình ăn đâu. Đấy. Thế nhưng mà các Phật tử biết sau, về sau khi mà cụ thiền sư trụ trì sắp sửa khuyên tịch, gọi hết tất cả đồ đệ lại,
Hôm nay xuống dưới thôn này, đón cái vị sư đó về để giao cho vị đấy, đấy mới là người kế thế Phật pháp ở cái ngôi chùa này. Lúc ấy toàn chúng mới ngạc nhiên. Đây, các cụ tổ ngày xưa đấy rèn thử đệ tử đến như thế, xem có chịu đựng được, có nhẫn nhục được không. Không phải đơn giản. Cho nên người mà đã được cái đức nhẫn nhục rồi thì rất là tốt. Cho nên cái nhẫn nhục của đạo Phật mình nó khác với cái nhẫn của thế gian. Cái nhẫn nhục của đạo Phật là nhẫn chịu nhưng không có tâm oán hờn, không có tâm báo thù, không có tất cả những tâm ác. Chịu đựng mà không có những ác tâm. Cho nên người ấy mới thật là người tốt. Có phải không? Chứ còn bây giờ mình ấy, nhẫn nhưng mà để có dịp cơ hội để mình trả thù thì không phải là người tốt. Tôi chịu anh là vì tôi yếu thế hơn anh. Tôi là lính của anh, tôi chịu thế thôi. Mai mốt tôi lên xếp thì anh biết tay tôi. Thế thì nhẫn ấy không phải là nhẫn của đạo Phật. Cái nhẫn của đạo Phật là nhẫn mà hoan hỷ, nhẫn để thương yêu, nhẫn để thông cảm, để hiểu, nhẫn để tôi luyện mình, để rèn mình. Nhẫn để thành tựu được cái sự giác ngộ. Đấy, đấy mới là nhẫn. Và nhẫn là một trong những cái hạnh căn bản của một vị tu Bồ Tát Đạo. Cho nên chúng ta nhớ tu Bồ Tát Đạo có lục độ, thì nhẫn nhục là một trong sáu cái độ đó. Lục độ có là bố thí độ, trì giới độ, nhẫn nhục độ, tinh tấn độ, thiền định độ và trí tuệ độ. Thì nhẫn nhục là một hạnh rất quan trọng trong lục độ vạn hạnh của một vị tu Bồ Tát Đạo. Không có một vị nào tu thành Phật, thành Bồ Tát mà không hành hạnh nhẫn nhục, đều phải trải qua hết. Bản thân Đức Phật của chúng ta đó, thành Phật rồi mà còn chịu rất nhiều cái nhục chứ không phải không. Đây các Phật tử đã nghe đấy. Có cô gái rất xinh đẹp, sinh ra trong một dòng gia tộc trưởng giả. Và cô ta rất kiêu căng. Cô ta bảo ai thì xứng đáng, cũng phải đẹp đẽ, cũng phải cao quý như thế cô mới lấy. Thế thì bố mẹ đi tìm khắp cả trong vùng, chả thấy có ai xứng với con gái mình cả. Bữa ấy thì nhìn thấy Đức Phật đi khất thực, nhìn thấy vết chân của Đức Phật, và đây là bậc đại nhân, đây là bậc cao quý, người này chắc xứng với con mình. Và khi nó đi tìm theo dấu vết chân Phật ấy, thì gặp Phật, thấy đúng là Đức Phật, quá là đẹp, ba hai tướng tốt, uy nghi, đây người này xứng đáng làm con rể mình. Thế là quyết định là về sẽ gả con gái cho Đức Phật. Thế là về dẫn con gái đến trước mặt Phật. Và đây, đấy, ông thấy con gái tôi nó đẹp mỹ miều thế nào không? Và hôm nay tôi tìm được ông là xứng rồi đấy. Tôi đồng ý gả con gái cho ông. Nói Phật thế. Nghe không? Đem con gái đến để gả cho Phật. Thế thì Phật bảo không. Thôi ông đem con ông về đi. Tôi không có dùng. Nghe không? Con gái ông đi chăng nữa thì có đẹp gì cũng chỉ là cái đáy da thối thôi. Tôi không dùng đâu. Ông đem về đi. Thế là cô gái này bị Đức Phật nói thế là cô hận Phật, tức lắm. Quyết định trả thù. Sau đó thì cô được một vị vua cưới làm phi. Và khi mà Đức Phật đi đến cái vùng, cái nước của cái vị này giáo hóa, thì chính cái bà vương phi này bà bắt đầu trả thù Phật. Bà cho người đi theo để chửi Phật, để nhục mạ, rồi bà cho mang bản, mang ghế vứt ra đầy đường để Phật không đi được. Đấy. Đến nỗi ngài A Nan đi thị giả Phật mà ngài còn chán, ngài bảo bạch Thế Tôn, cái dân ở đây họ ác thế này, họ không nghe pháp thế này, thì Thế Tôn đi đi, ở đây làm gì, ra hóa làm gì cái dân này. Thế thì Phật mới nói là sao? Nếu mà một người thầy thuốc gọi là thầy thuốc giỏi đó, thì người ta đem bệnh nhân đến bảo tôi chỉ chữa những cái bệnh nhân nào dễ dễ thôi, bệnh nhẹ thôi tôi mới chữa, còn bệnh nặng tôi không chữa, thì có xứng là gọi là thầy thuốc giỏi không? Có. Thế thì A Nan bảo nên thế thì không thể gọi là thầy thuốc giỏi được. Thầy thuốc giỏi phải chữa bệnh nặng,
Thế thì Phật bảo cũng thế, dân đây họ không tín tâm với Phật, họ ác tâm với Phật, đây là những chúng sinh bệnh nặng, thì ta càng phải ở đây. Đó. Tất nhiên cái chuyện này do cái bà Vương Phi kia bà gây hấn, bà trả thù Phật. Thế nhưng mà sau đó dân rồi tất cả đó gặp Phật và đã được Phật giáo hóa, họ đã cảm mến Phật. Đấy, rồi đến chính cái bà Vương Phi về sau cũng mới hiểu được Phật. Vì trước đây bà bị Phật của bà không cần đến bà, coi bà là cái đáy da thối thôi, cho nên bà ước mà mình đẹp đẽ kiêu sa như thế này mà mình bao nhiêu người cầu với mình, hôn với mình không chịu, mà bây giờ mà bị cái ông này ông nói mình thế, nghe không? Đấy. Rồi Đức Phật còn bị rất nhiều những cái nữa trong những cái chướng nạn của Phật đó. Cho nên chúng ta thấy cái hành nhẫn nhục hết sức là cần thiết để thành tựu đạo quả. Nếu thiếu nhẫn nhục không thể thành tựu được, không thành tựu được. Cho nên trong lộ trình hành Bồ Tát đạo, một vị Bồ Tát nhất khoát phải tu hành nhẫn nhục. Mà cái nhẫn nhục cao nhất của đạo Phật đó là nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật nghĩa là thế nào? Nhẫn nhục ba la mật nghĩa là nhẫn mà không thấy mình nhẫn. Là không thấy mình nhẫn, không thấy cái đối tượng gây khổ cho mình, không thấy đối tượng gây khổ cho mình, không thấy cái pháp gây khổ cho mình. Đấy, gọi là nhẫn nhục nhưng mà tam luân không tịch. Ví dụ người ta chửi mình, thì cái người mà tu nhẫn nhục mà đạt được ba la mật là không thấy mình bị chửi, không thấy cái người chửi kia là có thật, không thấy cái lời chửi mắng ấy là thật. Đấy, thì lúc ấy gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thì cái nhẫn nhục ba la mật này nó khó hơn là cái chúng ta nhẫn nhục thông thường. Nghe không? Chúng ta có thể nhẫn nhục thông thường được, chịu qua được, nhưng mà trong tâm mình vẫn còn dấu ấn. Đấy nhá, cái người này ngày xưa là tôi nhẫn anh đấy nhá. Lúc ấy là tôi tu Phật cho nên tôi nhẫn anh đấy. À, thì đấy chưa gọi là nhẫn nhục ba la mật. Có thể mình nhẫn mình không thù, nhưng mà vẫn thấy là tôi phải nhẫn chịu anh đấy. Mình không hận không thù, mình là đệ tử Phật, mình không hận không thù, nhưng mà vẫn còn thấy tôi phải nhẫn anh đấy. Thì nhẫn đấy vẫn chưa gọi là nhẫn ba la mật. Mà nhẫn ba la mật là không thấy gì, không thấy cái người ấy chửi mình. Làm sao để mà quán để thâm nhập được cái nhẫn ba la mật? Trước hết đây là mình phải quán cái thân này không thật, nhân duyên giả hợp thành thân. Thân này không thật thì tức là không có người bị nhục. Nghe không? Phải quán được cái này. Có nhiều cách quán để chúng ta có thể quán tứ đại giả hợp thành thân, ngũ uẩn giả hợp thành thân. Do giả hợp thành thân thì không thật có người bị nhục. Thứ hai, quán cái người mà đang nhục mạ mình, đang chửi mình đấy, cũng là nhân duyên giả hợp thành cái người ấy. Không thật thì không có cái người chửi mình. Thứ ba, quán cái lời người ta chửi mình đấy cũng không thật. Nó quán nó không thật sao? Ví dụ người ta bảo là, người ta chửi mình là mày là đồ con bò, ví dụ thế. Thế thì mình phải xem cái chữ mày là đồ con bò đó, nó là cái gì? À, cái âm thanh này nó chỉ là gì? Cái luồng gió ở trong phổi nó qua cái cổ họng, rung cái thanh quản, cộng với cái vòm họng, cái môi của mình, nó ra cái chữ mày là đồ con bò. Nghe không? Thì âm thanh này không có thật, nó là duyên hợp thành cái thứ âm thanh này. Thế mình quán như vậy thì mình không thấy mày là đồ con bò. Bây giờ chúng ta ngồi mà nghĩ kỹ xem mày là đồ con bò là cái gì? Không thấy là cái gì cả. Tự nhiên mình thấy chẳng có vấn đề gì. Nghe không? Đó. Thế hỏi bò là cái gì? Hỏi một lúc thì mình cũng không biết bò là cái gì. Quán cho kỹ thì không thấy mày là đồ con bò là gì. Còn nếu chúng ta không quán thì chúng ta sẽ cho mình là con bò và nổi tức lên, thế là có chuyện. Cho nên khi mà có trí tuệ rồi mà quán á, thì mới thâm nhập được cái nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật nghĩa là không thấy cái chuyện này.
không có vấn đề gì. Nhẫn mà như không nhẫn. Còn người thế gian họ nhẫn, họ chịu. Đấy, họ nhẫn, họ chịu. Đấy là họ cam chịu thế thôi. Bao nhiêu những cái cam chịu ấy nó nén lại, mai mốt không chịu được nữa thì nó bung ra. Nó bung lên thì rất là mạnh. Có hả? Đấy, như cái lò xo ấy, nén mãi rồi đến lúc chịu không nổi nó bung ra thì rất mạnh. Thế còn đệ tử Phật thì phải tu từ cái nhẫn, nhẫn thông thường, rồi đến cái nhẫn ba la mật. Nhẫn mà không thấy gì là nhẫn cả. Đấy, nhẫn mà không thấy nhẫn thì mới thật là nhẫn. Cái nhẫn ấy thì giúp chúng ta đạt được giác ngộ, đạt được công đức viên mãn thành Phật. Nhẫn ấy là nhẫn để thành Phật. Đó, nhẫn ấy mới giúp mình thành Phật được. Vậy thì hôm nay đến với đạo tràng, cái chủ đề chúng ta trao đổi là nhẫn hạnh, nhẫn nhục với người tu Phật. Thì các Phật tử đã thấy cái nhẫn nhục rất là quan trọng. Người ở đời cũng phải nhẫn mới thành công. Dù là nhẫn gì họ cũng phải nhẫn mới thành công. Họ nhẫn cam chịu rồi nhẫn để mà trả thù như ông Việt Vương Câu Tiện ấy, thì cũng phải nhẫn. Trong bất kỳ một cái việc gì cũng phải nhẫn. Trong một cái sự giao tế nào mình cũng có cái nhẫn. Có nhẫn nhục mới có thành công. Đối với người đời cũng thế. Còn đối với người học Phật, tu Phật thì lại càng phải thấy giá trị của cái hạnh nhẫn nhục này. Cho nên biết bao nhiêu những câu chuyện nói về hạnh nhẫn nhục của người tu. Ngài Milarepa, một vị đại sư của Tây Tạng ngày xưa thế. Khi tu hành, ông thầy ông thử thách khốn khổ luôn. Cực khổ lắm. Đấy. Rất nhiều các gương của các bậc tổ sư đại sư nhẫn nhục lắm. Không nhẫn nhục không thành công. Cho nên nhẫn nhục là sức mạnh lớn, là một cái năng lượng lớn để chúng ta đẩy chúng ta đến được quả vị giác ngộ. Nếu chúng ta không nhẫn thì không có cái sức mạnh đấy. Và các Phật tử nhớ một cái kiểm nghiệm rất là hay trên bước đường tu. Khi chúng ta nhẫn qua một cái nạn nào, một cái sự nghịch cảnh nào, sau đó mình được cái điều rất tốt. Cái này cũng nhiều Phật tử tâm sự với quý Thầy. Con cứ nhẫn qua cái này thì sau đó được một cái gì đấy rất là hay. Còn không nhẫn qua thì cái khổ nó liền đó. Đấy, cho các Phật tử cứ kiểm nghiệm mà xem. Cho nhẫn nhục được rồi là được tăng thượng công đức, phước báu. Người nhẫn nhục là người tốt, là người mạnh. Người đã biết nhẫn, tu hạnh nhẫn là người không ác. Là người không ác. Biết tu hạnh nhẫn nhục là người không ác. Người ấy là người tốt. Đây Thầy nói nhẫn nhục đúng tinh thần đạo Phật. Cho nên dù tại gia hay dù xuất gia, dù người học Phật hay người không học Phật, đều phải tu nhẫn. Vì cõi này là cõi nhẫn, cõi sa bà. Không nhẫn thì khổ, khổ đến với mình, khổ đến với tất cả. Vậy nên ở đây Thầy mong tất cả quý Phật tử, các đạo hữu, hôm nay qua cái chủ đề hạnh nhẫn nhục với người tu Phật, chúng ta gắng ứng dụng bằng được. Chúng ta có nhẫn nhục như thế thì mới có phước báo. Có phước báo đấy mới về Tây Phương được. Tất cả những cái công đức này không thể bỏ qua. Nhớ để về Tây Phương mà ít thiện căn, thiếu phước đức không về được. Nhẫn nhục là một thiện căn. Nghe không? Không ai mà về Tây Phương mà lại còn sân si được cả. Đấy. Nào, đấy, trước Thầy có kể câu chuyện cái chú Phật tử lên chùa Thầy tập tu, niệm Phật rất dữ nhưng mà sân si. Đấy. Chú niệm ghê lắm, Thầy đến thì nói chú là chú nổi đoá lên. Chú bảo, con niệm Phật mà Thầy dám mắng con à? Thế thì Thầy đọa địa ngục. Thế là chú không biết nhẫn. Thầy phải nhẫn với chú. Im lặng mỉm cười cho nó thôi. Thế nói nhẹ nhàng mà, con tu như thế thì sai mất rồi. Con niệm Phật rồi con cậy, con niệm Phật nhiều rồi con dám sân si, con dám khinh thường mọi người, thế thì chết. Nha. Chết nguy hiểm. Cho nên ấy,
Không nhẫn thì tâm không an, mà tâm không an thì không tỉnh, không tỉnh thì không về Tây Phương. Cho nên có nhẫn được thì tâm mới an, an thì mới tỉnh, tỉnh mới về Tây Phương được. Cho nên nhẫn nhục là một tư lương rất quý của người hành giả tu Phật vãng sinh. Nếu không nhẫn thì cũng đừng nói đến cái chuyện vãng sinh. Đó, cho nên hôm nay Thầy chúc đạo tràng tinh tấn tu hành, nghe không? Và thành tựu được hạnh nhẫn nhục. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Giảng Sư. Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, Đại Đức Giảng Sư đã trao truyền những lời pháp hữu cho hàng Phật tử chúng con, nhất là hành giả tu Phật là phải nhẫn nhục, để chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Giờ thính pháp đã thập phần viên mãn, chúng con thay lời ban tổ chức cũng như đạo tràng nguyện cầu mười phương Tam Bảo thủy từ gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư thân tâm thường an lạc, đạo quả viên thành, chúng sinh dị độ, mãi mãi là bóng cây cội Bồ Đề che mát hàng Phật tử chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đạo tràng chúng ta chắp tay hồi hướng nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nguyện giảng sanh tìm về nơi cực lạc, thoát luân hồi kiếp sanh từ từ san, miền Tây Phương cực lạc sống an lành, vô diệt vô sanh về nơi chinh phẩm sen vàng. Đời vui cửa Phật, niềm chi đã bỏ khôi đã vô mình, tiền thân kia vô lượng kiếp tội tình, nay sám hối hồi tâm về với Phật, dưới tòa sen nghe mùi hương Phật pháp, ánh hào quang soi sáng hành Như Lai, nay chúng con xin lại trước Phật đài, cầu giải thoát theo Ngài về cõi Phật. Ngày xưa kia sống cuộc đời lầm lỡ, nay chân sen đang nở giữa đau tràn, bởi kiếp người là một kiếp đi hoang, cầu Đức Phật cho con nhiều tuệ giác. Nguyện giảng sanh tìm về nơi cực lạc, thoát luân hồi kiếp sanh từ từ san, miền Tây Phương cực lạc sống an lành, vô diệt vô sanh về nơi chinh phẩm sen vàng.
miền Tây phương cực lạc sống an lành, vô dịp vô sanh. Về nơi chinh phẩm sen vàng.